Đây là một góc của thành phố Hòa Bình. Chắc còn hỗ trợ gì? Chạm đầu buồi để thì để cỏ cao chắc đến đầu người. Cỏ gì? Cao lắm. Anh lúc sáng anh chờ nó lên anh phải dọn cho nó. Em hiểu quản lý của buồi. Này để anh em thành phố mới đào bắc, anh em thành phố mới vào hỗ trợ. Em hiểu. Làm đổi đấy, không lại cho cả đạt con với cả đông vào hỗ trợ đấy. Xong lại nhắn lên nhóm mà không biết làm à? Chán nhở, không ấy mình phải dạy nó chứ, để lần sau nó còn đi hỗ trợ nó còn biết. Chắc thằng Đông ấy thông thấy gọi cho anh bảo là chụp cái hộp cảnh báo mà nó không biết hộp cảnh báo cái nào. Với lại chắc test cảnh báo. Với cả em vừa nhường chạm là chắc là bác nó không có hộp cảnh báo đâu. Cảnh báo khói ấy. Tí này vòng sang bên kia mà thả ấy nhở, thả anten thôi nhở. À ngay đây thả được anten này. À đâu, bên kia nhở. Thủ trưởng lên được hai anten một lần không? Đâu anh Sơn này anh kéo với anh Sơn, không phải một mình sợ ông đéo kéo được. Hỗ trợ một đoạn. Câu ở gần hôm trước anh ở gần kia quá mẹ kéo. Tay nó kẹp vào bên kia luôn. Khéo mà gãy cột nhá. Từ từ. Dạ. Thằng người á. Nhả cái ấy ra, nhả ra anh Sơn ơi. Nhả ra để quay cái đó. Anh cầm căng hai đầu đẩy lên kia, cầm cái đầu đẩy lên kia. Phải tụt ra. Kéo đây xem được không? Thế thảo nào. Khỏe đấy thủ trưởng. Từ từ. Rồi.
Kéo một người khó nhỉ. Mệt lại nghỉ. À đây, tới anh bám ở đây. Sao lại chui vào đấy vậy? Rồi lên đây. Được đấy. Thế thế nào? Đấy mẹ, càng ngày càng. Anh chạy một phát xuống dưới chân núi là đến đấy. Rồi. Được đấy, thế thế nào? Làm hai phát như thế nữa là tới. Em bảo anh chạy xuống một phát chân núi là đến luôn. Rồi. Sắp đến rồi. Anh khỏe, khỏe đấy. Lên đây đâu này, lên kéo, cố gắng kéo từ từ anh Sơn ạ. Không chân được kiểu như lúc nãy đâu. Không này, không cá nó mắc vào người đấy. Cái này lên từ từ thôi. Để anh bỏ cái... À được. Ông ở đấy, anh buộc vào trong rồi sao? Phát đưa đây! Từ nhé, để anh tháo rồi anh lấy cái dây này đã. Từ từ nhá. Không. Này em treo lên trên đấy đi. Có chỗ nào để... Móc luôn vào cái ống chất này của em này, ống ở đây đấy. Ờ. Móc luôn vào trong đây cho. Để nào tí nữa anh cũng phải đấu vào đấy mà. Có hạt của em rồi. Còn lên được nữa không? Lên đây để anh cho. Thì anh em mình phải đẩy thôi đúng không? Ờ, bây giờ bắt buộc phải đẩy nó lên nữa thôi. Lên nữa anh ơi. Kịch rồi à? Thêm tí nữa đi sếp ơi. Lên tí nữa đi. Kịch phát nữa cho em. Kịch rồi đúng không? Kịch rồi.
Anh vác luôn hai anten à? Anh vác được hai anten luôn á? Cái đấy kèm với một cái nhỏ chứ kìa. Một cái nữa chứ kìa. Cái đấy kèm với một cái nữa. Nữa để trên chốc à? Thế anh nâng cho em nọ cho em đi. Buộc vào. À buộc úp đôi lại gì? Được rồi. Hợp lý. Ui nhưng mà cái này nặng lắm. Đây. Nó còn bảo dưỡng cơ. Xong rồi đấy. Hưng chụp xong rồi đấy. Hưng chụp xong hết rồi à Hưng? Nặng phết đấy. Ngày xưa đi lấy củi thì còn vác được, giờ đến đéo biết vác được không. Ây da, đít con mẹ. Nặng à? Ôi đít luôn. Hả? Nặng đấy. Nặng đấy, không chơi được hai cái đâu anh em ơi. Chơi một cái thôi. Đi đường này à anh? Khó đi thế nhở? Hả? Ôi giời, có cái đường đi bên này không bảo. Ui giời. Trơn đéo đi được. Trơn lắm. Cái anten này nó ngứa. Làm từng cái một thôi.